Hello, xin chào tất cả các anh chị em và những người bạn của Linh. Xin chào top 5% dân số nhanh nhất hành tinh cập nhật thông tin về Skyway, một tập đoàn công nghệ giao thông vận tải thông minh đột phá 4.0 và hiện đang xây dựng trên quy mô toàn cầu. Đây là chương trình livestream lúc 20:30 hàng ngày của Linh để cập nhật cho tất cả các anh chị em những thông tin nhanh nhất, mới nhất liên quan đến tiến trình phát triển của tập đoàn Skyway. Đầu tiên thì cho Linh gửi lời cảm ơn đến tất cả anh chị em bởi vì anh chị em đã là người chọn mặt gửi vàng và cập nhật thông tin qua livestream của Linh. Một số lý do mà anh chị em nên xem live của Linh thì như sau. Thứ nhất, Linh là một cổ đông của tập đoàn Skyway. Chính vì thế Linh biết được đâu là nguồn thông tin chuẩn để gửi đến anh chị em. Lý do thứ hai, Linh là người đã trực tiếp sang công viên chuyển giao công nghệ của Skyway ở tại Sara. Nên là Linh biết được ở bên đấy có đang thực sự xây dựng hay không và sự thay đổi diễn ra như thế nào. Lý do thứ ba thì là những thông tin mà Linh cập nhật cho anh chị em là những thông tin nhanh nhất, mới nhất và mang tính chất thời sự. Bởi vì cứ sau một ngày thì Linh sẽ tổng kết lại thông tin và gửi đến anh chị em nhé. Xuyên suốt nội dung livestream của Linh thì là Linh có một câu slogan. Đó là Linh không vẽ một tương lai màu hồng mà Linh chỉ cho anh chị thấy thực tế. Tức là bất cứ thông tin nào mà Linh nói ra thì đều đã được trích dẫn Linh chuẩn nguồn và đều đã được kiểm duyệt nhé anh chị em nhé. Ok, xin chào anh chị em. Anh chị em vào rất là nhanh đúng không ạ? Xin chào Đức, xin chào chị Nguyễn Phương Anh, anh Đào Xuân Vinh, anh Thái Nhân. Chào Mạnh Trần. Hello anh chị em. Một số anh chị em người mới thì là xem live của Linh và không biết được rằng là Linh đang nói về cái gì. Thì thực chất là thứ nhất là anh chị không theo dõi từ đầu, không theo dõi từ lúc 8:30 nên là không biết là Linh đang nói về vấn đề gì, bởi vì ngay đầu livestream thì Linh đã trình bày rất là rõ ràng rồi. Trình bày rất là rõ ràng cái lý do của livestream, cái lý do mà anh chị lên xem live của Linh là như thế nào. Đúng ạ. Thế thì Linh sẽ dành những cái phút mà chờ đợi những anh chị em cổ đông tham gia thì là Linh sẽ giới thiệu qua về phía tập đoàn Skyway và khi mà đầu tư vào Skyway thì anh chị em sẽ đạt được những cái điều gì. Tập đoàn Skyway là một tập đoàn về công nghệ giao thông thông minh 4.0, công nghệ bánh xe thép chạy trên đường dây thép. Đây là một công nghệ độc quyền và đang phát triển mạnh trên toàn thế giới. Chúng ta hiện tại, những con đường của Skyway thì họ sẽ không đi trên đường giao thông cấp 1, tức là mặt đường, mà họ sẽ di chuyển ở trên đường giao thông cấp 2, đó là cách mặt đất từ 15 cho đến 30 mét. Và đó là công nghệ bánh xe thép chạy trên đường dây thép. Đó là công nghệ thông minh 4.0 sử dụng trí tuệ nhân tạo không người lái và vô cùng thông minh. Mỗi một con tàu Skyway thì nó có một bộ não riêng để điều khiển con tàu và nó vô cùng thông minh luôn. Nó sử dụng trí tuệ nhân tạo nha anh chị em nhé. Đầu tư vào Skyway thì như thế nào? Đầu tư vào Skyway chính là nắm giữ cổ phần của tập đoàn của Skyway trong giai đoạn sơ khai. Giống như việc anh chị em đầu tư góp vốn và nắm giữ cổ phần của Facebook, của Amazon, của Apple ngay cái thời điểm mà họ bắt đầu họ khởi nghiệp, họ cần vốn phát triển ấy, thì họ sẽ đổi lại cổ phần cho chúng ta với cái mức giá ưu đãi đấy. Và sau này dần dần khi mà công ty phát triển lên, công ty tiến hành niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán thì anh chị em sẽ có quyền được bán cổ phiếu của mình với mức giá cao hơn cái giá mà anh chị em đầu tư rất là nhiều lần. Và nếu như mà anh chị em không muốn bán ấy thì là chúng ta sẽ giữ lại cổ phần và chúng ta nhận cổ tức hàng năm. Cổ tức có thể nhận được trước khi chúng ta tiến hành IPO trên sàn giao dịch chứng khoán, tức là niêm yết cái cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán để được bán một cách tự do trên toàn cầu. Còn hiện tại thì là gọi vốn cổ phần giống như việc là chúng ta đang đầu tư nội bộ, chúng ta đang bán cổ phần nội bộ đấy, đại loại như thế. Hello, xin chào tất cả anh chị em. À, chị Thanh Tâm bảo là luận đề webinar hôm nay hot quá. Vâng, chính xác luôn. Hôm nay thì là Linh sẽ nói về cái thông tin về luận đề webinar của chúng ta bởi ngài Alexei Sukhodev. Alexei Sukhodev là một trong số những thành viên ban lãnh đạo của Skyway, Skyworld Community. Hello, xin chào anh chị em, chị Hằng Trần,
anh Tiến Quang, cô Cúc Bùi, Thảo Tây, anh Oanh Ngọc, xin chào Trần Văn Chất, anh Tâm Đặng, anh Thân Vân Thìn, hello anh chị em. Thì cái lĩnh vực mà nắm giữ cổ phần và của doanh nghiệp trước khi lên sàn giao dịch chứng khoán nên nó rất là đơn giản và dễ hiểu. Nó rất đơn giản và nó dễ hiểu. Và cái mức độ thành công của nó sẽ rất là cao khi mà anh chị biết đánh giá đúng cái tiềm năng phát triển của công ty. Thì cái phần trăm tháng của anh chị em sẽ rất là lớn. Và đây là cái lĩnh vực mà tạo ra nhiều triệu phú, nhiều tỷ phú đô la nhất trên thế giới. Và anh chị em hãy tìm hiểu những triệu phú, những tỷ phú đô la đứng đầu thế giới bây giờ ấy, họ đều nắm giữ rất nhiều cổ phần của các công ty. Đấy, chính vì thế là cái việc tăng giá trị của cổ phiếu khiến cho cái lượng tài sản của người ta gia tăng. Cổ phần, cổ phiếu của một công ty chính là một dạng tài sản nha anh chị em nhé. Nó cũng hiện hữu giống như là đất đai, nó hiện hữu giống như là bất động sản của chúng ta. Đấy, chứ không phải là nó không hiện hữu. Mình đầu tư chưa quen thì mình nghĩ rằng là những cái đấy nó ảo quá. Nếu mà nói là nó ảo quá nhá, thì nhìn vào tiền điện tử ấy, nó còn ảo hơn, đúng không ạ? Tiền điện tử chúng ta còn chả nắm bắt được nhưng tại sao nó lại giá trị nhiều như thế? Tại sao giá trị nó lại lớn đến như thế? Cổ phần là một cái dạng tài sản mà nó vô cùng hiện hữu luôn. Chúng ta đầu tư nhiều anh chị em thì chúng ta đầu tư chưa quen thì chúng ta nghĩ là nó ảo thôi. Nhưng hoàn toàn thì là không phải như thế. Anh chị em chờ Linh một tí để Linh chia sẻ trên Facebook nhé. Hello, xin chào anh chị em, xin chào chị Yến Nhi, em Phan Huyền Trang, cô Đặng Thanh, anh Phạm Độ, chị Thanh Thảo, chị Hằng Trần. Cảm ơn anh chị em đã chia sẻ lại trên giúp Linh nhé. Bởi vì chia sẻ mới nhiều người nhìn thấy. Đôi khi là có những cô chú mà họ không dành về công nghệ ấy, thì họ không biết vào tận trang cá nhân và họ tìm đâu. Đối với chúng ta thì là rất là đơn giản. Thế nhưng mà đối với nhiều cô chú, anh chị thì là cái việc mà vào tận trang cá nhân và tìm những cái live stream của mình ấy thì nó chưa hề dễ. Nghĩa là người ta cứ chờ là có ai đó chia sẻ để mà mình nhìn thấy và mình sẽ vào mình xem. Đấy, Linh thấy rất là thiệt thòi cho những cô chú và anh chị mà mình dùng công nghệ nó chưa tốt đấy. Nhân Linh sẽ chia sẻ để cho mọi người biết. Khổ thân lắm, bởi vì sao? Là bởi vì là người ta rất là muốn cập nhật thông tin. Không có người, có những nhà đầu tư mà họ không có cái nguồn để cập nhật thông tin hàng ngày, không có nguồn để cập nhật thông tin về cái sự phát triển của tập đoàn mình đang đầu tư như thế nào. Mình đầu tư, mình nắm giữ cổ phần rồi nhưng mà mình không hiểu rõ, mình không biết cụ thể như thế nào. Rồi thì là do cái sự là mình chưa biết đấy, thì là bên ngoài họ nói ra, họ nói vào thì mình không có những cái lý lẽ để mình phản biện. Thành ra là gặp rất là nhiều những cái sự nào nó chưa tích cực. Nó chưa tích cực. Nên là chúng ta là cần phải lan tỏa đến cộng đồng nhiều hơn để cho nhiều người hiểu rõ hơn về công nghệ Skyway của chúng ta. Và hiểu rõ về cái vấn đề là đầu tư tài trợ vốn trước khi lên sàn giao dịch chứng khoán thì nó như thế nào và nó tiềm năng ra làm sao, và cần những yếu tố gì để mà chúng ta lựa chọn được những cái doanh nghiệp mà nó chuẩn để chúng ta đầu tư, đúng không? Ok, hôm nay thì là Linh sẽ đi về cái luận đề của Alexei Sukhodev. Xin chào anh chị em. Alexei Sukhodev là một trong số thành viên ban lãnh đạo tập đoàn của chúng ta. Và trong cái nội dung cái webinar của ngài Alexei Sukhodev ngày 12 tháng 5 thì có một số
cái điều quan trọng, một số điều quan trọng mà Linh muốn nói với anh chị em. Thường thì cứ vào mùa thu tầm tháng 8 thì là chúng ta sẽ tổ chức EcoFest ở tại Eco Technology Park của chúng ta ở tại Belarus. Năm nay thì chúng ta chưa biết rằng sẽ tổ chức ở tại Belarus hay là sẽ tổ chức ở tại Sara. Đấy, thì là ông ấy nói rằng là tôi nghĩ rằng là vào mùa thu ấy thì chúng ta sẽ biết cái nơi sẽ diễn ra EcoFest 2021 và liệu nó có diễn ra hay không. Mặc cho các cái vấn đề liên quan đến Covid thì là Unique Chain Technology, đây là tên công ty của chúng ta nhé, vẫn đang tiếp tục phát triển trong cái định hướng đã được Anatoly Unique đặt nền móng hơn 40 năm trước. Hello anh chị em. Linh sẽ đi những cái thông tin quan trọng nhé. Thứ nhất đó là trong những cái giai đoạn từ lúc gọi vốn đến bây giờ thì chúng ta đã làm được nhiều việc hơn. Chúng ta đã làm được nhiều đầu việc hơn so với cái dự kiến, so với cái kế hoạch mà chúng ta đặt ra ở trong 15 giai đoạn. Thực tế thì lúc năm 2013 khi chúng ta bắt đầu thành lập công ty thì chúng ta hoàn toàn là chưa có cái kế hoạch phát triển ở bên Trung Đông. Đấy, chúng ta chưa có kế hoạch phát triển ở bên Trung Đông. Thế nhưng mà trong thời gian chúng ta phát triển công ty thì rất là may mắn, đó là chúng ta đã liên kết, chúng ta đã hợp tác được với những đối tác lớn và những đối tác mạnh ở phía Trung Đông, và được một cái sự hậu thuẫn rất là lớn từ phía UAE. Nên là chúng ta đang như là hổ mọc thêm cánh và xuất hiện rất là nhiều công việc. Tiêu biểu đó là xây dựng một khu thử nghiệm nữa ở tại Sara, ở tại UAE. Đó chính là cái khu thử nghiệm mà Linh đã sang thăm nha anh chị em nhé. Chúng ta đã có 12 phương tiện, chúng ta đã có 12 model đã được chứng nhận và nó hoàn toàn là khác nhau. 12 model đã được chứng nhận, có nghĩa là chúng ta được phép thương mại đấy. Chúng ta được phép xây dựng ở trên toàn cầu với cái 12 cái model này đấy. 12 cái loại hình xe đấy. Đấy, Linh đang nói với anh chị em rồi, tức là chúng ta đã có hơn 10 cái model mà chúng ta đã được chứng nhận. Thì cụ thể là 12 model nào đã được chứng nhận và được xây dựng, chờ được phép xây dựng trên toàn cầu. Nhiều anh chị em mà bây giờ nó vẫn đang thử nghiệm cái gì, đúng không? Chưa được xây đúng không? Chưa được chạy đúng không? Chưa chạy được đúng không? Thế thì đây là một cái sự thiếu sót rất là lớn trong cái việc chúng ta tìm hiểu thông tin. Bởi vì sao? Bởi vì là công nghệ Skyway, những con tàu Skyway đã khởi chạy từ những năm 2016. Từ những năm 2016 rồi, chứ không phải là đến bây giờ nó chưa khởi chạy nhá anh chị em nhá. Đấy, chúng ta còn có 12 model đã được chứng nhận và được cấp phép xây dựng trên quy mô toàn cầu. Và thông tin nữa đó là năm nay thì sẽ tuyên bố một số dự án đang thực hiện, tức là chúng ta đã thắng các đối thủ và đến độ là chúng ta an toàn để có thể công khai cái dự án của mình ở trên thế giới. Đấy, đạt đến cái độ an toàn mà vượt qua được những cái đối thủ cạnh tranh. Bởi vì ví dụ như là trong một cái dự án nhá, thì chúng ta sẽ phải có nhiều bên mà họ đề xuất cái giải pháp giao thông của họ, đúng không? Và cái bên chủ thầu ấy, cái bên chủ mà xây dựng đấy, thì là người ta sẽ phải lựa chọn xem tôi sẽ sử dụng công nghệ nào, tôi sẽ xây dựng công nghệ nào. Thế thì trong năm nay là chúng ta sẽ tuyên bố nhiều những cái dự án đang thực hiện. Chúng ta sẽ tuyên bố một số những cái dự án mà chúng ta đang thực hiện. Tức là chúng ta đã thắng các đối thủ rồi và chúng ta đã đạt đến cái độ đủ an toàn để có thể công bố cho thế giới thấy và cho những nhà đầu tư thấy. Đấy, chúng ta làm ăn là từng bước rất là cẩn thận luôn. Ngài Alexei thì cũng đã nói rằng là cái thời điểm mà thậm chí là các quan chức trong thành phố mà họ không tin rằng là có một cái gì đó có thể khởi chạy được ở đây, đó là cái giai đoạn đầu của sự phát triển của công ty Unique Chain Technology.
Tức là vào những năm 13, những năm 14 thì là xin cấp đất để mà xây dựng khu thử nghiệm. Thì là thậm chí là quan chức ở trong thành phố, ở tại Minsk thuộc Belarus, thì họ nghĩ rằng là kiểu như họ chặt lưỡi và họ nghĩ rằng là chắc gì đã có cái gì đấy là nó xuất hiện được ở đây đấy, là cứ cấp đất cho thôi, nhưng mà kiểu như cũng không tin tưởng đấy. Nhưng cuối cùng thì là vào năm 2016, Linh nhớ là vào mùa đông năm 2016, thì thực sự là những con tàu đầu tiên của chúng ta đã khởi chạy thành công ở tại Belarus, và với cái tỷ lệ 1:1, tức là đấy là cái sản phẩm thật của chúng ta nhé, nghĩa là cái sản phẩm thật của chúng ta chứ không phải là mô hình. Nhiều anh chị em thấy cái nó khởi chạy ở trên ở bên Belarus thì anh chị em bảo là đấy đúng là cái mô hình gì mà chở được người. Cái xong rồi còn ý kiến ý cỏ và là nó không đạt đủ cái vận tốc như là nó mong muốn. Nó đạt được nhá anh chị em nhá, nó đạt được cái vận tốc ở tại bên Belarus bây giờ là có thể đạt được đến là mức là 120 km/h rồi. Và do là cái tuyến đường ở bên đấy nó chưa đủ dài để chúng ta có thể đạt được đến cái vận tốc tối đa là 150 km/h. Thêm một cái này là rất là tiềm năng này. Đây là một cái điều mà Linh muốn nhấn mạnh cho anh chị em. Đây, ở đây là nó sẽ có hai điều mà Linh muốn nhấn mạnh cho anh chị em về cái mức độ quy mô của tập đoàn Skyway nó như thế nào, để anh chị em có thể hình dung ra được. Bởi vì rất là nhiều anh chị em và cô chú khi mà đầu tư Skyway thì chỉ biết là đầu tư thôi, chứ mình chưa hình dung rõ về cái quy mô tập đoàn sẽ phát triển như thế nào. Đấy nên là mình thậm chí là mình còn coi thường cái giá trị cổ phần của Skyway ngay cái thời điểm này. Thì sau này chúng ta sẽ rất là tiếc. Chúng ta sẽ rất là tiếc. Thì chúng ta cần phải biết về cái quy mô của tập đoàn Skyway. Đây, chúng ta sẽ phát triển hàng trăm công ty con để đáp ứng xây dựng trên cái quy mô toàn cầu. Khi mà chúng ta tiến hành xây dựng trên quy mô toàn cầu thì dần dần chúng ta sẽ phát triển những công ty con ở các quốc gia và những khu vực khác nhau để đáp ứng cho cái việc xây dựng và phát triển những tuyến đường. Xây dựng và phát triển những tuyến đường, chứ không phải là chúng ta chỉ có 3 nhà máy sản xuất ở tại Belarus đâu nha anh chị em nhé, mà chúng ta sẽ phát triển hàng trăm công ty con. Chúng ta sẽ phát triển hàng trăm công ty con. Anh chị em thấy là ở trên thế giới có cái tập đoàn nào mà nó phát triển đến hàng trăm công ty con chưa? Linh hỏi anh chị em là đã có công ty nào mà tập đoàn nào mà nó phát triển đến cái mức là hàng trăm công ty con rải rác ở trên khắp thế giới chưa? Tập đoàn của chúng ta là một tập đoàn như thế. Và hàng trăm công ty con này, đối với những anh chị mà nắm cổ phần gốc của tập đoàn Skyway thì sẽ được hưởng lợi tức từ tất cả những công ty này, từ tất cả những nguồn lợi mà tập đoàn Skyway sẽ thu về. Và đây chưa phải là cái vấn đề mà nó to nhất đâu. Đây mới chỉ là một phần trong cái doanh thu của chúng ta ở tại Skyway. Cái mà chúng ta thu được ấy, nó sẽ là một cái nguồn cổ tức khổng lồ. Sẽ là một cái nguồn cổ tức khổng lồ từ hàng trăm công ty con này. Và từ những nguồn thu khác, từ những cái nguồn thu khác, ví dụ như là xe điện này, xe điện Yujimo này, máy bay không người lái này, nguồn sinh học này, rồi thì là kính chân không này, rồi là công nghệ động cơ này, rồi cầu vượt cảng biển này, rất là nhiều. Và sau đó sẽ là Spaceway của chúng ta nữa. Xin chào tất cả anh chị em, xin chào những nhà đầu tư thông thái của Skyway. Thế thì đây là Linh mới đang nói về cái việc là mới chỉ xây dựng đường Skyway thôi nhé. Nhưng mới chỉ trình bày cho anh chị em về cái việc là chúng ta sẽ xây dựng đường Skyway thì chúng ta sẽ có hàng trăm công ty con, hàng trăm công ty con rải rác trên khắp các khu vực và các quốc gia ở trên thế giới để đáp ứng cái nhu cầu xây dựng của công nghệ Skyway. Đấy,
chứ không phải là chúng ta là một tập đoàn nhỏ đâu. Và cái nguồn lợi tức của chúng ta sẽ thu được từ tất cả những công ty con này. Và ai là người có lợi? Những người nắm cổ phần gốc của cả tập đoàn Skyway là chúng ta đấy. Thì chúng ta sẽ là người có lợi nhất, bởi vì chúng ta thu được lợi tức từ tất cả mọi mặt của tập đoàn luôn. Còn nếu như chờ đến giai đoạn sau để các anh chị đầu tư ấy, thì các anh chị sẽ thiệt thòi hơn, là bởi vì các anh chị chỉ được đầu tư vào những cái mục à cái dự án mục tiêu cụ thể thôi. Cái dự án mục tiêu cụ thể thôi. Và nếu anh chị muốn sở hữu cổ phần ấy, thì anh chị sẽ phải bỏ ra một cái lượng tiền rất là lớn để sở hữu một cái lượng cổ phần nhỏ ở tại tập đoàn Skyway. Bởi vì giá cổ phần của Skyway thì sẽ càng ngày càng tăng. Thì sẽ càng ngày càng tăng nha anh chị em nhé. Nó là một tập đoàn thật, nó có giá trị thật, thì đương nhiên là nó xây dựng thật thì cái giá trị của nó phải càng ngày càng tăng rồi, đúng không ạ? Mà nó đi đúng theo cái xu hướng phát triển của thị trường, nó đúng là cái mà cả thế giới người ta cần, thì đương nhiên là giá trị của nó sẽ càng ngày càng tăng. Và cái những cái việc mà Linh vừa mới nói thì nó mới chỉ là một phần trong số cái lợi tức mà anh chị em đạt được. Cái thứ hai mà Linh muốn nói với anh chị em về cái mức độ quy mô cũng như là cái phần lợi nhuận và cái giá trị cổ phần của Skyway, đó là như thế này. Chúng ta ấy, chúng ta là một cái ngành vận tải hạ tầng. Tại sao lại nói là một ngành vận tải hạ tầng? Bởi vì chúng ta thì không chỉ là vận tải mà chúng ta còn là hạ tầng. Tức là Linh đã nói với anh chị em rằng là công nghệ Skyway thì giải quyết hai cái vấn đề cấp bách mà quốc gia nào cũng gặp phải. Thứ nhất, đó là cái công nghệ đường giao thông thông minh. Đây là cái điều mà tất cả các quốc gia trên thế giới đều đang rất là cần để giải quyết cái vấn nạn ùn tắc giao thông. Và cái vấn đề thứ hai mà các quốc gia cần phải giải quyết, đó là cái vấn đề dân sinh. Cái vấn đề thứ hai mà các quốc gia cần phải giải quyết đó chính là cái vấn đề dân sinh. Người dân ở thành phố càng ngày càng đông, và cái cơ sở hạ tầng thì không đủ đáp ứng để cho cái số lượng người dân, và cái chất lượng cuộc sống của người dân cũng không đáp ứng đủ. Chào Phương Loan xinh đẹp. Chào anh chị em. Xinh quá chị ơi, cảm ơn Phùng Loan. Chị Thanh Tâm bảo là muốn sinh học cũng là một nguồn thu khổng lồ. Chính xác chị, bởi vì là đây là cái xu hướng của thế giới. Cái xu hướng của thế giới là nó cần môi trường xanh mà. Mà cái nguồn sinh học của chúng ta thì để đáp ứng giải quyết được cái việc là môi trường xanh. Chú Hà Công Thành bảo là cổ tức Skyway gồm nhiều hệ sinh thái, tiêu sau hết đây trời. Vâng, chính xác luôn chú. Em Anh Ngọc bảo là tuyệt vời. Vâng, chính xác là tuyệt vời luôn anh. Nói tiếp cái vấn đề về hạ tầng thì anh chị em mình chung là như thế này. Cái cơ sở vật chất hạ tầng ấy thì nó không thể nào biến thiên được. Xây một ngôi nhà, xây một con đường thì đương nhiên là xây xong nó là cái hữu hình, nó nằm chết ở đấy. Và nó sẽ cũ đi theo thời gian, nó sẽ xuống cấp theo thời gian, chứ không phải là ông cứ để đấy và hàng ngày nó thay đổi, nó phát triển lên. Đúng ạ, đường đi càng ngày càng hỏng, nhà thì càng ở lâu càng cũ. Chứ làm gì có cái chuyện mà tôi xây một ngôi nhà xong sau rồi nó dần dần nó tiến hóa lên cái mức đẹp hơn. Làm gì có chuyện đấy, đúng ạ. Đời cha ông mình xây nhà, đến đời mình lại tiếp tục xây nhà. Đời cha ông mình xây đường, đến đời mình lại tiếp tục xây đường. Đây nó chính là cái sự thật của thế giới. Đây chính là cái sự thật của thế giới. Và dân số càng ngày càng phát triển, y học phát triển, tuổi thọ của chúng ta được nâng lên, thì cái cơ sở vật chất hạ tầng là chúng ta phải nâng lên để đáp ứng đủ cái yêu cầu của người dân, đáp ứng đủ cái chất lượng cuộc sống của người dân. Càng ngày càng họ càng muốn nâng cao cái chất lượng cuộc sống của họ, đúng không ạ? Thì ngài Junichi nói rằng là chúng ta ấy là cái ngành vận tải hạ tầng. Nó không chỉ là vận tải mà nó còn là hạ tầng. Tức là ông ấy muốn nói đến cái thành phố tuyến tính của chúng ta.
ông ấy nói rằng là ở trong cái buổi phỏng vấn ngài Junichi ấy, đấy, ngài Alexei Skourev thì đang nói lại cái vấn đề đấy. Các đô thị tuyến tính nơi sẽ có hàng tỷ người sinh sống, đấy, nơi sẽ có hàng tỷ người sinh sống, đấy, thì là cái việc mà chúng ta tái định hình lại dân cư ấy sẽ thu hút hàng tỷ người sinh sống ở trong những đô thị tuyến tính của chúng ta. Đây là một nguồn lợi rất là lớn mà tập đoàn Skyway sẽ thu được trong cái quá trình xây dựng. Thì mới nói rằng là chúng ta là một cái ngành vận tải hạ tầng mà phát triển vô cùng lớn, một ngành mà lớn chưa từng có ở trên thế giới, và nó sẽ chiếm không dưới 50% thị phần. Nó chiếm không dưới 50% thị phần. Linh sẽ đọc kỹ cái đoạn đấy cho anh chị em nhé. Đây, mình sẽ đọc kỹ để anh chị em hiểu rõ hơn. Đó là một ngành hạ tầng vận tải. Vận tải thì đó chỉ là một phần. Các đô thị tuyến tính nơi sẽ có hàng tỷ người sinh sống. Hãy hình dung việc xây dựng các đô thị tuyến tính nơi có hàng tỷ người sinh sống, toàn bộ hạ tầng, đường xá, nhà ở, hướng sản xuất nông nghiệp cần phải cung cấp lương thực cho tất cả. Tại đó sẽ có cả sản xuất mùn để đất đai mang lại mùa màng bình thường, chứ không phải là phá hoại mùa màng. Tại đó sẽ có nền năng lượng riêng, sẽ chỉ không hủy hoại môi trường mà ngược lại giúp cải thiện môi trường, và tất cả sẽ không làm giảm diện tích đất đai mà sẽ làm gia tăng chúng. Vì trong toàn bộ hạ tầng của mình, chúng ta có các khu vườn mọc lên. Vì thế khi xây dựng các tòa nhà và công trình, chúng ta sẽ làm gia tăng diện tích đất đai chứ không phải làm giảm đi. Thế nên đây là một ngành kinh doanh khổng lồ, hàng trăm ngàn tỷ đô nếu nói về phân khúc thị trường. Vấn đề khác là chúng ta chiếm bao nhiêu phần trăm của thị trường. Ở đây sẽ có nhiều bên mong muốn tham gia chiếm lĩnh, nhưng chúng ta kiểu gì cũng sẽ chiếm lĩnh một phần nào đó trong thị trường, không dưới 50% nhé anh chị em. Đây là tuyên bố từ ngài chủ tịch tập đoàn Skyway. Và thường ấy thì là ngài chủ tịch của chúng ta từ trước đến giờ thì ông ấy rất là khiêm tốn. Những số liệu mà ông nói ra thì rất là khiêm tốn, chứ không bao giờ ông ấy kiểu là khô môi múa mép rồi là ông ấy nói những cái mà vượt quá khỏi khả năng của chúng ta đâu. Linh đã theo dõi công nghệ Skyway từ những năm 2018 và thực sự là đã cảm thấy cái điều đấy. Ê anh chị em thấy chưa? Anh chị em thấy là công nghệ của chúng ta là tuyệt vời đúng không? Đấy. Thế là Linh mới bảo rằng là khi mà anh chị em tìm hiểu về công nghệ Skyway thì anh chị em phải biết được rằng là nó thật đến mức độ như thế nào, và cái quy mô cũng như là cái khả năng phát triển của nó ấy. Quy mô, khả năng phát triển của nó là mạnh đến mức như thế nào để mình hiểu và mình nắm thêm nhiều cổ phần Skyway, mình có thêm nhiều tài sản cổ phần Skyway. Tại sao mà lại nhiều người tập trung vào công nghệ Skyway đến như thế? Bởi vì người ta đã hiểu được cái quy mô. Người ta hiểu được cái sự là lớn mạnh của ông Skyway trong tương lai. Vì thế người ta ra sức, người ta nắm cổ phần, không chỉ tốt cho đời cuộc sống của người ta mà còn giúp cho đời con, đời cháu của người ta cũng được hưởng cuộc sống tươi đẹp nữa. Thêm một thông tin rất quan trọng mà Linh cần phải nói với anh chị em thì là có thể là do trong cái quá trình chúng ta dịch thì Google dịch nó không chuẩn, và đây là ngài Alexei Sukhodev, thì là công ty chúng ta là có chuyên gia dịch từ tiếng Nga sang tiếng Việt, nên là cái bản mà ngài Alexei Sukhodev này thì là dịch rất là chuẩn. Và trong đây thì ông ấy có giải thích như sau.
Trong cái bài phát biểu của ngài Anatoly Judytsky thì không phải rằng là giai đoạn 10 năm sẽ kéo dài đến 2 năm, mà ngài Anatoly Judytsky nói rằng cái việc mà xây dựng những cái vận tải cao tốc thì nó sẽ kéo dài đến 2 năm, chứ ông ấy không nói rằng là giai đoạn 10 năm thì sẽ kéo dài đến 2 năm. Thế nên là anh chị em là cần nhìn vào cái sự phát triển của công ty, cần liên tục thường xuyên cập nhật những thông tin chính thống từ công ty để chúng ta biết được cái sự phát triển như thế nào nhé. Một lát nữa thì là Linh sẽ dán cái link thông tin này cho anh chị em để anh chị em vào trực tiếp anh chị em đọc. Những anh chị em trên Facebook cũng đọc được và những anh chị em trên YouTube cũng đọc được. Và anh chị em sẽ thấy rằng ngài Alexei nói rằng là không phải là ông ấy nói rằng là ấy đâu, không phải là ông ấy nói rằng 15 giai đoạn, giai đoạn thứ 10 năm là sẽ kéo dài 2 năm đâu, mà ông ấy nói rằng là cái việc mà xây dựng những cái đoạn cao tốc ấy thì nó sẽ kéo dài đến 2 năm. Và Linh sẽ nghiên cứu kỹ lại thông tin hơn để giải thích cho anh chị em, đồng thời là liên tục cập nhật thông tin cho anh chị em. Để Linh xem nhé, có cái gì hay thì nói tiếp cho anh chị em nào. À, thêm một cái thông tin nữa, đó là về cái thị trường Skyway của chúng ta. Thì chúng ta thấy được rằng là cái xu hướng bây giờ ấy là cái xe ở trong đây họ viết là Karat, tức là những cái xe mà chạy trên đường ấy thì nó sẽ giảm dần về cái thị trường, thì nó sẽ giảm dần về cái quy mô thị trường. Và từ bây giờ cho đến hết cái thế kỷ này, tức là từ bây giờ cho đến năm 2100, tức là đến 80 năm nữa, thì là cái thị trường của công nghệ Skyway của chúng ta nó sẽ lên đến 146 tỷ đô la Mỹ. Nó sẽ lên đến là 146 tỷ đô la Mỹ, nghĩa là một con số khổng lồ. Và anh chị em tự nhân ra 146 tỷ đô la Mỹ thì nó khổng lồ đến mức độ như thế nào, đúng không ạ? Người giàu nhất thế giới hiện nay cũng chưa có đến 146 tỷ đô la Mỹ. Đúng không anh chị em? Đúng mà, đúng không? Hello, xin chào tất cả anh chị em. Ngài Alexei Sokolov thì là nhấn mạnh với chúng ta một điều rằng là như thế này. Trong lịch sử phát triển công nghệ thì đã có rất là nhiều những cái công nghệ nó phát triển và nó đã đi qua cái giai đoạn phát triển của nó. Linh ví dụ nhá, là phát triển về bóng điện này. Phát triển về bóng điện thì là người ta cũng có những cái công nghệ mà các ông ấy bắt đầu nghiên cứu, những nhà khoa học bắt đầu nghiên cứu ra bóng điện đúng không? Đèn điện đúng không? Mà thử nghiệm 10.000 lần mới Thomas Edison đúng không ạ? Thử nghiệm 10.000 lần mới ra được cái tìm ra được cái chất wolfram để mà làm cái dây tóc bóng điện đấy. Đấy thì đầu tiên là cái sự ra đời của bóng điện thì dần dần là nó phát triển dần dần. Và nó đã đạt đến đỉnh điểm rồi, nó đã đạt đến hết những cái đỉnh điểm rồi. Rồi là ví dụ như là micro hay là đài radio hay là máy bay hay là điện thoại hay là game hay là cái máy nghe nhạc, máy ảnh, thậm chí là máy tính, rồi là nhiều những cái loại khác thì nó đã đều đi qua những cái giai đoạn phát triển và lên đến đỉnh điểm rồi. Nó lên đến những cái đỉnh điểm rồi. Anh em nhìn vào những công ty ví dụ như là Facebook hay là Amazon hay là Apple thì hiện tại là anh em đang thấy là nó đang ở cái đỉnh cao. Nhưng mà để đạt được đến đỉnh cao thì bao giờ họ cũng sẽ phải trải qua những cái giai đoạn thăng trầm của cái sự phát triển lớn lên dần dần. Chứ không phải là một giây một phút mà các ông ấy phát triển đến cái mức độ đỉnh điểm luôn. Thì chúng ta phải hiểu được cái điều đấy. Chúng ta phải hiểu được điều đấy. Chứ bây giờ chúng ta cứ bảo là đầu tư Skyway lâu lắm, Linh cảm thấy là cái điều này nó chưa đúng ở chỗ.
chúng ta rất may mắn là chúng ta đang sống cùng cái giai đoạn đầu của sự phát triển Skyway. Chúng ta đang ở cái giai đoạn đầu của một cái ngành giao thông vận tải rất là lớn. Nó đang ở cái giai đoạn đầu của cái sự phát triển. Và Linh đã giải thích với anh chị em rằng là bất cứ một điều gì nó sẽ đều xảy ra theo cái sự phát triển là đồ thị hình sin. Tức là sao? Tức là nó đi từ cái điểm thấp, sau đó lên dần lên trên đỉnh cao, cái thời điểm đỉnh cao của nó. Và sau đó là nó sẽ đi xuống. Công nghệ Skyway của chúng ta cũng như thế, không loại trừ. Nhưng chúng ta phải biết nhìn nhận rằng ông công nghệ về giao thông ấy, thì ông ấy có cái tuổi thọ rất là cao, rất là lâu. Những con đường Skyway của chúng ta ấy, thì là nó có cái tuổi thọ lên đến 100 năm. Và anh chị nhìn thấy là như là những cái đường sắt của chúng ta đấy, thì nó có từ hàng trăm năm trước và đến bây giờ họ vẫn sử dụng, đúng không? Bây giờ họ vẫn sử dụng, đúng ạ? Đấy. Nhưng mà nó đã đến cái giai đoạn thoái trào rồi. Cái giai đoạn đầu là cái giai đoạn đẹp nhất để chúng ta đầu tư. Cái giai đoạn mà đang ở trong cái quá trình phát triển là giai đoạn đẹp nhất để chúng ta đầu tư. Thì nó sẽ phát triển dần dần và nó sẽ lên đến đỉnh cao. Sau đó là khi mà đạt được đến đỉnh cao thì nó sẽ dần dần nó thoái trào xuống và nó sẽ được thay thế bởi một cái công nghệ khác. Bởi vì công nghệ là cái thứ mà liên tục thay đổi và được cập nhật. Tuy nhiên trong cái lĩnh vực giao thông vận tải thì cái tuổi thọ của công nghệ rất là cao. Cái tuổi thọ của những cái đường giao thông vận tải nó rất là cao. Nên là khi mà mình đầu tư và mình nắm giữ cổ phần của tập đoàn Skyway, một tập đoàn đi đúng theo cái xu hướng phát triển của thị trường, thì sẽ không chỉ là đời mình mà đời con, đời cháu của mình cũng sẽ được hưởng cái cổ tức, cũng sẽ được hưởng cái lợi nhuận rất là cao từ cái việc mà chúng ta nắm giữ cổ phần của tập đoàn Skyway. Trời ơi, các anh chị em ạ, đấy chính là những người có trí tuệ thì người ta mới nhìn nhận được cái sự phát triển như thế. Đấy thì người ta ra sức là người ta nắm giữ cổ phần của Skyway ở tại cái giai đoạn sơ khai. Người ta hiểu một điều rằng khi mà nó đã tiến hành lên sàn giao dịch chứng khoán thì với một số tiền nhỏ không thể đầu tư và bật lên một cái số tiền lớn được, mà phải đầu tư ngay cái giai đoạn bắt đầu cái sự phát triển của nó. Thì sau này 3 năm, 5 năm, 10 năm thậm chí là 25, 50 năm thì chúng ta sẽ thu được những cái nguồn lợi tức nó rất là lớn, và cái giá trị tài sản của chúng ta sẽ phát triển lên những con số rất là lớn. Còn nếu như mà kêu nó lâu và không đầu tư ấy thì thời gian vẫn cứ trôi. Chúng ta, những người mà không đầu tư thì vẫn sẽ không tích lũy được lượng tài sản gì cho chính bản thân chúng ta cả. Không tích lũy được cái gì cho chính bản thân chúng ta cả mà thời gian vẫn cứ trôi thôi, đúng không? Chúng ta vẫn cứ già đi. Và nếu mà chúng ta bây giờ mà chúng ta không lo cho cái tương lai tài chính của chúng ta ấy, thì chúng ta sẽ không thể nào theo kịp được giới trẻ đâu. Linh không biết anh chị em nghĩ như thế nào, nhưng mà đối với Linh thì tầm này là Linh phải tích lũy một cái lượng tài sản rất là lớn để cho mình, đảm bảo cho mình về cái việc là mình nghỉ hưu. Bởi vì sao? Bởi vì là mình không thể đi làm việc cả đời được. Mình làm gì có sức khỏe mà mình có thể làm việc đến 80 tuổi, hay là mình làm việc đến lúc chết, đúng không ạ? Nên là mình phải tìm cái cách để mà mình xây một cái khối tài sản lớn. Và trên thế giới thì rất là nhiều người giàu, và họ đã dạy cho chúng ta về cái cách làm giàu. Chẳng qua chúng ta có muốn làm giàu hay không. Có những người mà sống đến 40-50 tuổi nhưng mà chưa bao giờ đọc một cuốn sách về làm giàu, chưa bao giờ có ý định là tìm cách để làm giàu, mà chỉ cố chấp làm một công việc làm công ăn lương và kỳ vọng những đồng lương ít ỏi sau khi mà về hưu. Dốc hết sức mình, dốc hết thanh xuân đi làm 40-50 cuộc đời, và đến cuối cùng thì sợ thì nghỉ và có được trợ cấp những cái đồng lương ít ỏi, không đủ lo cho cuộc sống luôn.
Và đấy là cái điều mà Linh không hề mong muốn. Bởi vì Linh đã tìm hiểu và thấy được rằng trên thế giới này rất là nhiều những triệu phú tự thân. Họ bắt đầu từ cái việc họ rất là nghèo khó và họ cũng chẳng có gì cả, nhưng mà họ đã tạo dựng lên được những cái cơ ngơi rất là lớn. Và Linh nghĩ rằng là họ làm được như thế thì mình cũng có thể làm được như thế. Mắc gì mình lại không làm được như họ. Đúng ạ. Mình cũng có trí tuệ, mình cũng có não, mình cũng có trí tuệ. Và mình có cái sự cố gắng thì mình sẽ làm được như người ta. Mình cứ cố gắng thì mình sẽ làm được như người ta. Mình cứ đi tìm thì mình sẽ thấy cơ hội. Và rất là may thì cơ hội Skyway là đã cho Linh cái cơ hội để trở thành triệu phú đô la. Cơ hội để trở thành triệu phú đô la. Ngay khi mà Linh nhìn thấy cơ hội Skyway thì Linh đã nghĩ rằng là ôi, cơ hội giúp mình trở thành triệu phú đây rồi. Đây chính là cái cơ hội để giúp cho mình trở thành triệu phú. Bởi vì cái việc mà hiểu được rằng là mình nắm giữ cổ phần của một cái doanh nghiệp khi mà nó non trẻ, nó sơ khai ấy, mình nắm giữ giá thấp và trải qua thời gian thì là nó sẽ phát triển lên những cái khối tài sản rất là lớn. Điều đấy là hoàn toàn dễ hiểu, bởi vì nhìn vào thực tế là mình biết mà. Nó có gì khó hiểu đâu. Chả có gì khó hiểu cả. Linh thấy rất là đơn giản và rất là dễ hiểu luôn. Ôi ôi, Linh thấy nó quá đơn giản luôn ấy. Anh chị cứ suốt ngày chơi trước các thứ, rồi anh chị suốt ngày là đầu tư những cái gì mà Linh cảm thấy nó rắc rối lắm. Linh cảm thấy nó kiểu như là nó mông lung, nó khó hiểu ấy. Nhưng mà Linh, khi mà Linh tìm hiểu cái lĩnh vực cổ phần, cổ phiếu, sao Linh cảm thấy nó đơn giản và dễ hiểu thế. Đơn giản là mình nắm giữ cổ phần của công ty, mình là cổ đông, mình là một trong số những người sở hữu công ty. Và công ty làm ăn có lãi thì công ty trả lãi cho mình, công ty trả cổ tức hàng năm cho mình, hàng quý cho mình. Rồi khi mà công ty niêm yết cổ phiếu ở trên sàn giao dịch chứng khoán thì là mình được bán. Mình thích thì mình bán, mình không thích thì mình giữ lại. Mình giữ lại cổ phần để nhận cổ tức hàng năm. Thì Linh thấy điều đấy rất là đơn giản và dễ hiểu luôn. Và nhìn vào thực tế, nhìn vào thực tế thì là thực tế là đang rất cần cái công nghệ Skyway. Và đây là một công nghệ thông minh hiện đại thì chắc chắn là sẽ phát triển trong tương lai. Ở trên thế giới là chưa hề có một công nghệ nào giống như công nghệ này nha anh chị em nhé. Công nghệ Skyway là một công nghệ độc quyền và trên thế giới chưa có công nghệ nào giống như công nghệ này. Tại sao lại nói là nó không giống? Nhiều người bảo là ôi, nó khác gì cáp treo đâu. Nó khác gì cáp treo đâu, rồi là đã từng có rồi. Đã từng có cái tàu một dây treo trên cao rồi. Thế thì anh chị em phải nhìn vào cái toàn bộ cái vấn đề của nó, toàn bộ cái công nghệ của người ta, xem là người ta khác nhau ở chỗ nào, chứ không phải chúng ta chỉ nhìn nhận qua cái hình thức bên ngoài mà chúng ta nói rằng nó giống nhau nhá anh chị em. Bởi vì cái cỗ máy bên trong nó mới là cái điều quan trọng. Cái bộ máy vận hành bên trong nó mới là điều quan trọng. Tàu của chúng ta là tàu không người lái, và chúng ta có cái trí tuệ thông minh nhân tạo, rất nhiều chất xám ở trong công nghệ của chúng ta. Đấy, anh chị em cứ tìm hiểu nhiều thì anh chị em sẽ thấy cái điều mà Linh nói. Bởi vì trong bây giờ live stream thì Linh không thể show lên cho anh chị em thấy được những cái hình ảnh liên quan đến con tàu của chúng ta, liên quan đến công nghệ của chúng ta. Mà chỉ trong những cái bài đăng ở trên Facebook thì là Linh có thể gửi đến anh chị em những thông tin đấy mà thôi. Đúng ạ. Thế thì chúng ta phải tự tìm hiểu, chúng ta phải tự cập nhật thông tin cho chúng ta. Thêm một thông tin nữa mà Linh muốn nói với anh chị em, đó là về cái buổi phỏng vấn đối với lại giám đốc điều hành của tập đoàn Yuriki String Technology. Thì bà này tên là... khó đọc quá. Vợ ngài Yuriki. Cô Kosareva. Giám đốc điều hành của Yuriki String Technology. Cô ấy nói rằng là cái công nghệ của chúng ta đấy thì nó có rất là nhiều những cái thông tin cần phải bảo mật và cần phải bảo vệ tối đa. Thế nên là chúng ta ở trong công ty của chúng ta thì có những cái lớp bảo mật đấy. Có những cái lớp bảo mật nó rất là dày và nó rất là quan trọng. Thì chúng ta cần nguyên một cái tòa nhà để chỉ riêng
cho công nghệ của chúng ta thôi, và chúng ta đã có rất là nhiều những cái tài sản liên quan đến những cái tòa nhà nha anh chị em nhé. Có một cái sự bảo mật rất là lớn, ví dụ như là nhân viên thì sẽ phải nhận dạng bằng khuôn mặt chẳng hạn đấy, rồi là có những cái khu vực mà nó bảo mật nó cao đấy. Thì đại loại là bởi vì là cái công nghệ của chúng ta có những cái hàm lượng chất xám nó rất là lớn, và như Linh nói với anh chị em rồi là có những cái thiết kế của chúng ta nó được bảo mật đến nỗi mà chúng ta không đăng ký cái bản quyền. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà chúng ta đăng ký bản quyền đấy thì cả thế giới sẽ biết, và họ sẽ biết về cái bí quyết công nghệ của chúng ta. Và những anh như là cái anh mà cái nước quốc gia mà bên cạnh chúng ta ấy thì là ăn cắp rất là nhanh đúng không ạ? Thế nên là chúng ta cần phải biết tự bảo vệ công nghệ của mình. Chúng ta tự phải biết bảo vệ những cái liên quan đến những cái hợp đồng, những cái hợp đồng xây dựng của chúng ta. Và khi mà chúng ta cảm thấy chắc chắn và khi mà chúng ta cảm thấy là có thể công bố được cho các cổ đông rồi thì chúng ta sẽ công bố. Chứ tập đoàn thì không giấu giếm gì cả, mà tập đoàn với mục đích đó là phát triển. Với mục đích đó là phát triển, mang tiền về cho cổ đông, cho công nghệ của tập đoàn phát triển, cho công ty của chúng ta phát triển. Anh Đình Phụng bảo là nhìn thì giống nhưng về công nghệ thì cách nhau một năm ánh sáng. Chả thế. Phải nhìn vào cái chiều sâu công nghệ chứ. Chứ đâu có phải là nhìn qua xong rồi là đánh giá là à nó giống cáp treo nhỉ. À thì nó cũng là cáp treo thôi, à thì nó cũng là xe điện thôi. Nó cũng chả có gì đặc biệt. Bản thân không phải là kỹ sư. Bản thân không phải là nhà khoa học. Bản thân cũng chưa tìm hiểu kỹ về cái những cái công nghệ, những cái thiết kế ở bên trong nó như thế nào mà đã ngay lập tức khẳng định như thế thì rất là phiến diện. Chưa đầy đủ. Anh Bo bảo là đầu tư Skyway ngay bây giờ là đi tìm đúng niềm hạnh phúc trọn đời. Anh Bo Ngọc bảo là Skyway là một dự án mà hiện tại nhiều người còn thấy nó viển vông. Thực tế đây là một dự án tham vọng, cần thiết nhất cho lịch sử loài người. Dù có khó khăn đến thế nào đi nữa thì dự án vẫn sẽ phát triển. Bởi đây là sứ mệnh mà con người phải thực hiện để đổi mới cái hướng phát triển sao cho thích nghi hơn. Chính xác luôn anh nhỉ. Chúng ta cần phải thay đổi theo cái hướng này thì cuộc sống của chúng ta mới thay đổi được. Xin chào tất cả anh chị em nhé. Chị Thanh Thảo chị bảo là anh hàng xóm ăn cắp rất giỏi. Chính xác luôn đấy. Mình còn tránh cái việc là người ta ăn cắp công nghệ của mình đến nỗi là mình phải bảo mật cái thông tin liên quan đến cái việc là về công nghệ của chúng ta. Thì Linh cũng đã gửi cho anh chị em những cái chi tiết liên quan đến thiết kế máy của chúng ta, máy móc của chúng ta đấy, ở bên trong nó như thế nào đấy. Nào ok, để Linh xem. Đây là những điều rất là cơ bản trong cái luận đề của ngài Alexei Sukhodev vào ngày 12 tháng 5 vừa rồi. Thế Linh đã nói cho anh chị em rồi và Linh sẽ có đường link cụ thể để anh chị em nhấn vào và anh chị em đọc nhé. Có tiếng Việt nhé, đây là bản tiếng Việt. Thì là chúng ta có nhân viên là nhân viên dịch từ tiếng Nga sang tiếng Việt thì nó sẽ rất là chuẩn. Nó sẽ không giống như việc là chúng ta dùng Google chúng ta dịch ra. Ý nghĩa và câu từ cũng sẽ rõ ràng, mạch lạc, cụ thể hơn. Nhiều anh chị em thì đã lo ngại rằng là giai đoạn 15 sẽ kéo dài quá là lâu, kéo dài đến 2 năm. Nhưng ngài Alexei Sukhodev thì mới khẳng định lại cho chúng ta rằng là không phải là ngài Junichi nói rằng là giai đoạn 15 sẽ kéo dài 2 năm đâu, mà ông ấy nói rằng là cái việc xây dựng những cái tuyến cao tốc ấy thì nó sẽ kéo dài đến 2 năm. Còn giai đoạn 10 năm thì là chúng ta là cái giai đoạn mà chúng ta chuẩn bị cho cái việc mà chúng ta lên sàn giao dịch chứng khoán ấy.
những cái đầu việc để chúng ta lên tiến hành IPO trên sàn giao dịch chứng khoán. Và hiện tại thì là chúng ta đang đẩy rất là nhanh cái tiến trình phát triển lên, để rất là nhanh cái tiến trình kết thúc cái quá trình gọi vốn bằng cổ phần và để phát triển lên những cái chương trình mà nó cao cấp hơn, gọi vốn cho những cái dự án mục tiêu cụ thể. Kết thúc lại cái buổi live stream hôm nay thì là Linh sẽ nói lại sơ sơ về cái vấn đề gọi vốn cổ phần để cho anh chị em, những anh chị em mà mới tìm hiểu Skyway để anh chị em biết nhé. Thì cái việc mà đầu tư vào tập đoàn Skyway hiện nay là cái việc mà anh chị em đầu tư tài trợ vốn cho tập đoàn Skyway và anh chị em nhận về cái lượng cổ phần, tức là anh chị em nhận về cái quyền sở hữu tập đoàn Skyway thông qua lượng cổ phần của anh chị em. Và hàng năm chúng ta sẽ được hưởng đầy đủ quyền lợi của một cổ đông, tức là hàng năm thì chúng ta sẽ nhận được cái tiền cổ tức do lợi nhuận làm ăn của công ty. Và thứ hai đó là khi mà công ty tiến hành niêm yết cổ phần trên sàn giao dịch chứng khoán thì chúng ta có quyền bán đi cái lượng cổ phần của mình và thu về một cái lượng tiền rất là lớn. Đồng thời nếu như mà anh chị em không muốn bán thì anh chị em có thể để nguyên đấy và cái giá trị về tài sản của anh chị em sẽ càng ngày càng tăng. Cổ phần chính là một cái dạng tài sản, nó hiện hữu y như là bất động sản của chúng ta, chứ nó không phải là nó không hiện hữu nha anh chị em nhé. Chẳng qua là do anh chị em chưa quen với cái hình thức nắm giữ cổ phần doanh nghiệp. Còn đây là cái hình thức mà nó đã xuất hiện trên thế giới rất là lâu rồi. Rất là lâu rồi chứ không phải là đến bây giờ nó mới xuất hiện. Chẳng qua là do chúng ta chưa tìm hiểu thì chúng ta thấy nó như thế thôi. Và chúng ta chưa hiểu về cái lĩnh vực này thì chúng ta thấy nó như thế. Đấy là những cái kiến thức nền rất là cơ bản khi mà anh chị em muốn đầu tư vào thị trường cổ phần, cổ phiếu doanh nghiệp thì chúng ta cần phải hiểu và nắm bắt được những điều đấy. Sau này thì là theo thời gian thì là Linh sẽ cung cấp cho anh chị em nhiều những cái thông tin liên quan mà anh chị em cần, ví dụ như là về thị trường chứng khoán như thế nào, rồi thì ra làm sao. Còn cái giai đoạn này thì Linh sẽ chia sẻ cho anh chị em nhiều hơn về cái việc là những cái yếu tố nào khiến cho chúng ta lựa chọn được cái doanh nghiệp tốt để chúng ta đầu tư đấy. Thế thì đấy là những cái điều mà Linh chia sẻ ngày hôm nay. Hôm nay thì rất là tiếc không thể chia sẻ cho anh chị em dài hơn nữa bởi vì Linh đang rất là đau răng. Đặc biệt là nói nó chưa được ok cho lắm. Thế thì cảm ơn tất cả cái sự theo dõi của anh chị em và chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau vào buổi tối ngày mai cùng những thông tin nhanh nhất, mới nhất được cập nhật từ phía tập đoàn Skyway. Xin cảm ơn tất cả sự theo dõi của anh chị em. Sự có mặt của anh chị em là niềm vui, niềm hạnh phúc và cũng là động lực chính để cho Linh cố gắng mỗi ngày. Linh sẽ cố gắng là đưa cho anh chị em càng ngày càng nhiều thông tin và càng ngày càng nhiều những cái điều để mà anh chị em những cái thông tin, rồi là những cái lý do, rồi là những cái tiêu chí để anh chị em lựa chọn những cái doanh nghiệp để anh chị em đầu tư, để anh chị em thấy được rằng là mình lựa chọn Skyway là đúng đắn. Ok, xin cảm ơn tất cả anh chị em và chúc anh chị em càng ngày càng nhiều niềm vui, hạnh phúc, càng ngày càng nhiều tiền, nhiều tài sản và càng ngày càng nắm giữ nhiều triệu cổ phần Skyway. Chúng ta sẽ gặp nhau vào buổi tối ngày mai. Xin chào và hẹn gặp lại.